Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với channel của mình và mình là Aesop đây. Như mọi người đã thấy ở đầu video thì mình anh Unitel đây, anh này này, nhầm. Anh ấy đã quay ra cái, không phải quay mà là có trên con đường siêu lượn thì anh ấy đã có được cái bộ skin tối đi sáng về trên con đường siêu lượn của doctor, bác sĩ ấy. Thì mình rất là thích skin này mà kiểu cái con đường dư luận của mình ấy, thì nó chưa đạt đến chỗ này, cho nên là mình quyết định mình xin mượn của anh. Mặc dù mình đã mượn ảnh trước đây khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có dịp quay clip cho mọi người cùng xem. Yeah, ta-da. Xin không mọi người, xin không. Đấy, xin xỉu luôn. Thì mình mới mượn ảnh để chơi đây. Thì thực sự là cảm ơn anh rất là nhiều vì đã tin tưởng em và cho em mượn ạc. Ok, rất là cảm ơn rất nhiều. Và vì mình đã quen gọi anh là anh gà cho nên là mình sẽ gọi là anh gà trong video này, chứ còn tên của anh thì mình không biết mình có phát âm đúng hay không. Ok. Và trong lúc quá trình làm clip thì mình cũng sẽ kết hợp với lại Q&A trả lời câu hỏi cho mọi người cùng xem luôn. Yes. Mình sẽ trả lời câu hỏi luôn nha. Ý nhầm. Ta-da. Ok, vào thôi nào. Đợi mình một tí nha mọi người. Mình xanh này, đỡ hơn mọi ngày. Ok. Câu hỏi đầu tiên là của bạn nữ điều phối. Shop thích skin nào nhất của cải? Thì shop thích skin pháp sư của cải là cái skin Unlimited ấy. Thì mình thật sự rất là ghiền cái skin đấy, nhưng mà tất nhiên là mình đã không có được nó bởi vì shop bắt đầu chơi từ mùa 5, mùa 6 ấy. Mà skin đấy thì nó là cầu của mùa 3 nên là mình đã không có được nó, rất tiếc. Ôi chết mẹ. Madam, nó là đi về hướng này. Đừng, please, no. Hãy cho em trả lời câu hỏi một cách bình thường đi. Cay rồi mọi người ơi. Đừng phát hiện ra em chị ơi. Hãy để im cho em trả lời câu hỏi đi nào. Đừng dí em nữa. Dí này rồi sao em dám trả lời câu hỏi. Ôi chết mẹ, đâm vào tường. Ôi chết. Ôi dồi ôi, đâm vào tường. Má ơi, bức xúc không? Coi bức xúc không coi chứ. Ăn cái ván đi chị ơi. Đi ra chỗ khác cho tôi cả, tôi cho tự thương nào. Này hết cu cay rồi mọi người. Ôi chết. Ôi mẹ ơi, đứa nào đập hết ván thế này. Ơ kìa. Trời mẹ ơi, sửa ván mà cũng yên nữa chứ. Không kịp trả lời câu hỏi luôn á. Ok. Trong thời gian thị thương mình sẽ trả lời tiếp câu hỏi nha mọi người. Tiếp theo là câu trả lời của câu hỏi của bạn Madam Hỏng Quạo. Shop nếu shop còn ế thì cưới tôi được không? Tiếc là mình không còn ế nha mọi người. Tiếc là mỗi tụi mình không còn ế thôi, chứ mình mà còn ế là mình cưới cậu rồi đó. Ok, câu hỏi tiếp theo là của bạn Junia Yasi. Nà, qua chị rời team thì chị rời team bởi vì thứ nhất là
do bố mẹ chị không cho chị kết bạn bậy bạ ở Zalo, và chị cũng hơi quạo khi mở trong tim ấy. Nói chung là chuyện đưa thôi, cho nên là mình sẽ im lặng nha mọi người. Rồi nói tiếp nữa nha. Cái đó lý do là vậy thôi đó. Sốp có yêu tôi không? Có, sốp rất là yêu Lá nha. Yêu nhiều 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 lắm luôn. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Lê Văn Đà. Thốt, sốp thích chơi Hinh và Survival nào nhất? Thì mình hiện lúc trước đây thì sốp thích chơi Joseph là Hunter, nhưng mà hiện tại thì sốp chuyển qua chơi Robby nhiều hơn, và sốp thật sự rất là thích chơi Robby. Đấy, sốp thích chơi Robby nhiều hơn nha. Và còn Survival thì chắc là maybe sốp nghĩ là Aesop, và dạo này thì cũng bắt đầu khá là thích Doctor hơn rồi. Câu hỏi của bạn Lisa Allen Aran này, Aran này. Câu thứ nhất là có thở không? Có, tao đang thở. Yêu tao không? Có, tao yêu mày nhiều lắm luôn á. Ui, 4 con bác sĩ với nhau nè, 3 con. Giữa Aesop Valley thì mày thấy nếp như thế nào? À, tao thấy nếp rất là đẹp trai. Câu hỏi hơi không liên quan nha mày. Đưa tao kịch bản one shot đéo. Như hàng đây như là dòng thứ 5 cà cút. Câu hỏi của bạn 24 giờ running. Ủa sao nổ máy sớm vậy mấy mẹ? Ủa rốt cuộc BT bà trẻ là gái hay trai vậy? Tao là gái nha. Tùng không, bạn này thì không có câu hỏi. Ok, tiếp theo là câu hỏi của bạn Nấm Độc. Đang cố thông nào để nghỉ khuyên A. Sốc có tích cụ cho Jeff không? Nó như là có rồi. Chuẩn bị gói skin S của cải, tích được bao nhiêu rồi? Ok, thôi mình đi luôn nha mọi người. Câu hỏi tiếp theo thì để theo trả lời. Hello mọi người, chào mừng đến với trận thứ hai. Thì mình sẽ tiếp tục series hỏi như hồi nãy nha. Ok, thì của bạn Nấm Độc là số chuẩn bị có skin S của cải tích được bao nhiêu rồi, thì mình chưa tích được gì cả. Mình thề mình chưa tích được gì hết trơn á. Mình cũng buồn lắm chứ bộ, nhưng mà tiếc là mình không có tích được gì hết. Ok, mình thề mình mà không tin. Có hóng skin DS của chốt không? Ủa, ý bạn là Direction Store đúng không? Có, mình hóng rất nhiều bởi vì mình đã dành tất cả những số phiếu của mình vào cho em. Nếu có thể skin A mở khóa sẽ đổi ai? Thì shop sẽ đổi skin event của Robby. Yeah. Ăn tẹt rô hay tẹt rô ai khi chơi chốc chưa? Từng tẹt rô một vài lần rồi. Ăn tẹt rô thì hình như là chưa. Ăn cái gì mà có mỗi cái bạn thôi cũng quên à? Dạ thì em ăn cơm ạ. Em ăn cơm mẹ nấu mà em hay quên vậy đó. Rồi sao? Shop từng jumpscare thành công hay highlight chưa? Thì có, shop từng có highlight và cũng từng jumpscare thành công rồi. Shop được học sinh gì vậy? Shop học sinh giỏi nha. Ok, xong câu hỏi của bạn Nấm Độc. Tiếp tục. Bây giờ là đến skin của bạn Nhật nè mọi người. Ôi, ôi. Mỹ nhân gục rồi kìa. Ôi chết mẹ. Ủa check hả? Giờ mới để ý luôn á. Chắc có đến thuê nên là mới check mới có một trận ở đây. Ghê quá. Thôi. Có bên này vậy đã. Shop có idol nước ngoài không? Có. Idol của shop bây giờ là chị Diva này. Diva này. À nhầm. Anh Diva này, Devastery mọi người. Cut the Cloud. Ừ đúng rồi đó. Anh khách của mình đó mọi người. Rồi còn idol thì nhiều lắm mà tôi còn chả nhớ nữa. Cái tên của họ khó đọc. Ui mẹ ơi. Sao cơ? Mà tên của họ khó đọc lắm mọi người. Để bữa nào tôi nhớ thì tôi thêm nha. Sốp ế đúng không? Không, sốp không ế. Sốp đập nhạc trong class xong vui hay có, vui lắm. Thề, một lần hành nhạc vui lắm. Chiếc sốp có vui khi gặp nhạc trong rank không? Không, tất nhiên là không, đéo có đâu. Hết rồi, ok, hết thì thôi.
Cậu ơi, sorry. Tiếp tục. Không, hình như hết rồi, ok. Đó là tất cả những câu hỏi tớ nhận được. Thì tớ cũng đã trả lời xong hết rồi nên thôi nhá. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Mình chơi xong trận này thì mình cũng kết thúc luôn. Nói chung là mình đã trả lời xong rồi. Thôi để đi cứu luôn. Trời mẹ ơi, cứu hầm á. Ôi chết rồi, không có chín này. Sợ vãi. Anh ơi đừng bình tĩnh cho em anh ơi. Đừng, em sợ quá. Chết rồi, đi cậu ơi. Ui. Thôi xong, chết mẹ rồi. Đây, body cho, đi, body cho. Ui rồi bạn mỹ nhân ơi. Rồi xong, ba cu. Làm gì làm đi, hết chết rồi, ngon đâu. Trời mẹ ơi, đã bảo body cho mà không nghe. Vẫn cứ đam mê cơ đấy. Rồi xong nó dí tao chắc luôn. Mệt thật sự. Ok, còn một máy nữa là xong rồi. Cho skin này đẹp ghê mọi người. Ok. Nổ máy luôn đi. Rồi đây mấy cuối này. Mẹ ơi, vợ chồng tương tàn kìa mọi người. Dịch ra. Ok. Chết rồi ạ. Ăn gà anh không có thêm cái câu. Thêm cái câu đã có học máy mạo hóa. Chuẩn bị gục là mà nói này. Ủa trời, bên này hả? Mẹ ơi. Ai đi. Đứng núp ở đây sợ vãi. Sợ vãi đái, ôi mẹ ơi. Rồi xong. Lòi mu. Đừng có dẫn qua đây. Trời ơi, tù nhân ơi là tù nhân. Mẹ ơi, sợ quá. Mình... Rồi xong, bye bye, rất tiếc á. Mình không giúp gì được cho cậu đâu. Thôi đi. Linh Tê ơi, qua đây. Rồi. Linh Tê ơi, lại đây. Chỉ mong là nó không cầm chuyển thôi. Cầm chuyện là trận này thua đó, thề. Nãy còn chả thấy nó dùng cái gì nữa. Sợ vãi. Kịp không? Ok. Vào. Rồi thoát trận. Xin lỗi tù nhân. So sorry. Ok, thì clip là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Yêu mọi người nhiều. Yay.